Rồi, hôm nay em giới thiệu với tất cả mọi người một ít cần lục nha. Cực lục bãi nhật nha mọi người. Cây vàng từ bên đây qua nè, rồi thường nha mọi người. Giá từ 850 cho đến 1 triệu 6, triệu 7. Cây vàng này thì anh em mua thì cứ dặn mua thì em gửi ra thôi nha, thanh toán tiền cho bưu điện nha. Còn hai cây cần ở bên tay phải đây là cần dạng VIP nha mọi người. VIP 1 với VIP 2. Giá thành hai cây này nó cao. Thì anh em nào lấy một trong hai cây này thì anh em dàn cọc em trước 200 ngàn nhé. Dàn cọc em trước 200. Phần còn lại thanh toán cho bưu điện nha. Rồi, em giới thiệu mọi người cây số 1. Cây này cây S1 nha mọi người. S1 nặng 337 g. Ngọn 21, gốc 23. Giá 850. Bát thường. Cây này là súp chai ta 39. Hai cái khoang đây là khoang khoang thường nha mọi người, không phải buji. Còn dàn khoang trên đây mới là buji nha. Alo với hai khoang này là khoang buji. Hai khoang dưới bự không phải buji. Anh em xem ngọn trong nha. Cây này còn đẹp nha mọi người. Cây còn đẹp khoảng 90%. 90%. Cây này cây cần S1 nha mọi người. S1. S1 giá 850 ngàn nha. Mấy chỗ dấu chày nha. Chày nhỏ nhỏ không mà không đáng kể đâu. Rồi, qua cây S2 nha. Cây này cây S2. S2 cây này là nặng là 588 g. Ngọn 23, gốc 28, giá bán 950. Cây này S2 nha. Cây này pin cát 4,5 m nha mọi người. Hãng của cần là Selection. Chất liệu carbon nha mọi người. Toàn bộ đây đều chất liệu carbon hết nha. Khoang buji, bát buji. Cây này dài 4,5 m. Cây này còn đẹp khoảng tầm 80 đến 85%. Có những cái dấu chày nhưng mà nó chỉ chày cái lớp phủ bóng thôi. Đó nè, cái lớp chày, lớp bung nè, nó chỉ là lớp phủ bóng ở ngoài thôi nha mọi người. Không có gì hết nha, câu kéo vẫn ngon lành. Có mấy dấu chày nha mọi người. Đó. Không đáng kể nha mọi người. Nó chỉ chày cái lớp phủ bóng thôi. Chứ anh em thì nói chung là cần bãi thì chắc chắn là phải có xước xót rồi. Nhưng mà chất lượng nó còn ok là đánh ngon nha mọi người. Cây này cây S2 nha. Bát Fuji. Cây S2. S2 này giá là 950 ngàn nha mọi người. S2 giá 950. Rồi, cây S3 nha mọi người. S3 này là cây Supercat 30. 30 4m25. Em quên báo mọi người cây số S2 là độ cứng nó là tương đương với DX nha mọi người. Độ cứng 25 á, DX. Bát Fuji. Cây này cân nặng là 365 g, ngọn là 2 ly 2, gốc là 24. Giá em bán là 950 ngàn nha mọi người.
Con này con S3 nha. S3. Khoan Fuji. Khoan Fuji. Cái ngọn đây thì nó ngọn zin nha mọi người. Hãng nó phủ cái lớp sơn trắng nè. Làm dùng để anh em câu đêm á. Câu đêm thì nó cái sơn này nó sẽ phản quang lại nha, nó dạ quang lại. Sẽ dạ quang lại. Cái ngọn đi nó hơi bị nhẹ nhẹ nha mọi người. Đó, mọi người xem nha. Không ảnh hưởng gì nha. Cây này nó còn đẹp khoảng tầm 80% đến 85%. Chất lượng thì còn rất là ok nha mọi người. Chỉ hơi xước sót nhẹ nhẹ thôi. Nè, xước sót. Bị xước nè. Cái chỗ này là khi bên mọi Nhật nó câu cát nó dính ở trong cái lòng ống đó mọi người. Kéo ra kéo vô nó bị cát, nó bị cà chày á mọi người. Chứ không bị gì nha mọi người. Cây này cái S3, giá anh bán 950 nha. Khoan bát Fuji. Độ cứng 30. Dài 4m25. Cây này nó ghi độ cứng 30 thôi nha mọi người, chứ độ cứng nó không có bằng 30 đâu, nó chỉ bằng 25 thôi. Cây này tương đương với DXT thôi, DX thôi. Cây này S3 nha. Cái S4 là casting 4m50, 4m5 nha mọi người. Cây này 4m5, chất liệu carbon, bát Fuji. Cây này nặng của nó là 572 g, ngọn 2 ly 4, gốc của nó là 28, gốc 28. Giá bán là 950. Còn S4 nha. S4 giá 950. Cây này khoan Fuji nha mọi người. Khoan bát Fuji. Ngọn carbon nha mọi người. Carbon sẵn trong nè. Nhìn nó xoắn xoắn ở phía trong nha mọi người. Cây này còn đẹp khoảng 80 đến 85%. Tùy vào nên đánh giá nha. Chạy nha mọi người. Chạy nó chạy nha mọi người. Nói chung là nó chỉ chày cái lớp phủ bóng thôi, không có ảnh hưởng gì nha. Còn chất lượng thì rất là ok luôn nha mọi người. Bát khoan bát Fuji. Cây này cái S4 giá bán là 950 ngàn. Cây này cây S5 nha. Cây S5. S5 này là cây Super Select 455. Dài là 4m55 nha mọi người. Dài 4m55. Cây này nặng là 600 g. Ngọn 2 ly 6. Gốc là 28. Giá bán 950 ngàn luôn nha. Khoan là khoan Fuji. Đó, alo này, alo Fuji 6 nha mọi người.
Alogin theo cần luôn á, Alabogisic. Nè, nó có cái khe nè. Nó có khe này dùng cho anh em mà câu đêm á. Nó có cái cây thanh phản quang á, anh em nhét vô trong đây nha. Nhét vô cái khe này là nó sẽ dính cái thanh phản quang của mình lại nha mọi người. Như là cái ngọn này cũng là ngọn phản quang luôn nè. Câu đêm nó sẽ dạ lên, ngọn màu trắng này nó sơn cái lớp sơn phản quang đó mọi người. Còn ở trong là carbon. Cây này còn đẹp khoảng 80 đến 85%. Vẫn có dấu chày nha mọi người. Tại cần bãi về thì bắt buộc phải có dấu chày vậy. Mà chày ít hay chày nhiều thôi, mà chất lượng của cần ra sao nữa. Chày thì không có quan trọng đâu, chủ yếu mình câu chất lượng của nó còn rất là tốt thì ok nha mọi người. Cây này cây S5 nha, S5 bán giá 950 ngàn. Rồi, và cây S6 nha mọi người. Cây S6 nè. S6 là cây Alpha Tắc Lê. OP Sub 450, dài 4,5 m nha mọi người. Made in Korea. Đó, khoang bass Fuji. Khoang bass Fuji. Cây này S6. S6, cây này cân nặng là 585 gram, 85 gram, ngọn là 3 ly 2, gốc là 28, giá 950 nha mọi người, 950. Cây này là khoang Fuji, đó, khoang Fuji nha mọi người, khoang Fuji, ngọn Fuji luôn mà nó sơn lớp sơn phản quang lên nha, đó. Lớp sơn phản quang dành cho anh em nào thích câu đêm thì nó cái ngọn này nó sẽ dạ quang với lại cái ánh đèn nha mọi người, mình sẽ dễ thấy hơn. Ngọn zin nha mọi người, chất liệu bằng carbon. Cây này cũng mới tầm khoảng 80 đến 85%, tùy vào anh em đánh giá. Cây này cây S6 nha, S6 giá là 950 ngàn. Alpha Tắc Lê nha mọi người. Rồi, qua cây S7. S7 này là cây cần grip sub 4,2 m. Cây này 4,2 m mọi người, chất liệu carbon. Bass của nó là bass 22Hz 7BCC. Đó, cây này là cây S7. S7 nha mọi người. Cây này cân nặng là 437 gram, ngọn là 2,5 ly, gốc là 26, giá 950 ngàn. S7 nha mọi người, S7 giá 950. Khoan nó là khoan đá thường nha, khoan đá thường chứ không phải là khoan Fuji nha, khoan đá thường, khoan đá thường nha mọi người. Đó. Cây này được cái có định vị nha, chất liệu ngọn carbon luôn nè, ngọn carbon xoắn trong. Có định vị khoan. Anh em mà thích định vị cây này ok nha. Cây này còn đẹp khoảng 90 đến trên 90% nha mọi người.
cây còn đạt khoảng trên 90%, cây còn long lanh lắm nha, màu tím. Anh em lấy alo cho em nhé. Cây này cây S7, giá là 950, độ cứng 25-30, độ cứng tương đương của nó là tương đương với DXT nha, độ cứng tương đương DXT. Cây này cây S7 nha, giá 950. Mấy cây nãy giờ em giới thiệu toàn là cây tương đương với DXT của mọi người. Cây S8. Cây S8 là cây Century Sub. Cây này hãng của nó hãng Olympic nha mọi người. Century này là thương hiệu tên của thằng Olympic nha, cần Olympic. Độ cứng 25-39. Bass Fuji. Chất liệu carbon Olympic. Cây này cân nặng là 306 gram, ngọn 2,5 ly, gốc là 22, giá bán là 1 triệu nha mọi người, giá bán 1 triệu. Khoan Fuji, bass Fuji, chất liệu carbon, khoan Fuji nha. Cây này nó có cái chỗ định vị khoan mà không phải định vị khoan lồi nha, định vị khoan lõm như cái này nè. Đó, nó có một cái lớp sừng đây, định vị cái chỗ này chỗ để giữ khoan nha. Nè, chỗ này cũng chỗ giữ khoan, chất liệu carbon. Cái khoan đây nó không phải vịn đây nha mọi người, nó vịn mút dưới đây lận, vịn đây lận. Đó, chất liệu carbon. Cây này còn đẹp khoảng 85%, có mấy dấu sơ sót không ảnh hưởng nha, 80-85%, tùy vào anh em đánh giá nha. Xuất xoát. Cây này cây S8 nha mọi người, S8 giá em bán 1 triệu, S8 nha. Này có tem tiêu thụ luôn nha mọi người, tiêu thụ tại Nhật á. Rồi, S8 giá 1 triệu. Cây này cái S9 Bass Fuji. Đó. Chất liệu carbon. Cây này là cây Aurora 36. Ngọn 2 ly, gốc 24, nặng là 357 gram, giá em bán 1 triệu nha mọi người. Khoan Fuji, khoan Fuji nha mọi người. Chất liệu bằng carbon. Cây còn đẹp nha mọi người, cây đẹp khoảng 90%, cây còn đẹp khoảng 90% nha. Cây đẹp 90%, khoan Bass Fuji. Cây này cây S9. S9 giá bán 1 triệu. Rồi. Cây này cây S10 nha.
cây này cây S10, cây này là độ cứng 25, cây này là super 4m50 HH, cây này 4m50 nha mọi người. Cân nặng của cần là 587g, ngọn 3 ly 1, gốc là 27,5, giá em bán là 1 triệu, giá em bán 1 triệu nha mọi người. Khoan Fuji, khoan Fuji. Ngọn này ngọn sơn phản quang nha mọi người. Chất liệu ở trong bằng carbon. Chỗ này là em cạo ra để cho mọi người xem để biết nó carbon nha, chứ không có cạo ra gì ra nhìn không có biết đâu. Không ảnh hưởng nha, nó chỉ cái lớp sơn thôi, còn cái foil carbon trong nó vẫn ok tốt nha mọi người. Chất liệu carbon nha mọi người. Cây đẹp. Cây đẹp khoảng tầm 85%. Có nhiều chỗ cái xước sót mà nó xước sót nhẹ không à, không ảnh hưởng gì. Cây này còn ngon nha mọi người. Cây này là cứng tương đương là CXT nha mọi người. Nó ghi 25 thôi chứ cứng tương đương với thằng CX nha mọi người. Cứng tương đương với 30 á. Rồi. Cây này cây S9. S10 chứ, cây này cây S10. 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 Giá bán là 1 triệu nha mọi người. S10 giá 1 triệu. Cây này cây S11. S11 là cây Gold Sub 25 4m50. Made in Korea, dài 4m50 mọi người, độ cứng 25. Nặng là 493g, gốc lộn. Ngọn là 2 ly 4, gốc là 26. Giá em bán là 1.050.000. Cây này khoan Fuji nha, khoan Fuji, Fuji, bát Fuji luôn nha mọi người. Ngọn phản quang luôn, ngọn phản quang. Cây này độ cứng tương đương DXT nha mọi người, DXT. Cây còn đẹp khoảng 90%. Cây này S11. S11 giá bán là 1.050.000. S11 giá 1.050.000 nha mọi người. Bass Fuji. Fuji FS7. Rồi. Cây này cây số S11 nha. S11 giá 1.050.000. Con này con S12. Rolex. Con này là con Direct Sub 25 39, độ cứng 25, dài 39. Ngọn là 2 ly. Gốc là 24, nặng là 364g. Giá bán là 1.100.000 nha mọi người. Giá bán 1.100.000. Khoan Fuji. Khoan Fuji. Bass Fuji. Cây này cũng cứng tương đương với DXT nha.
kề cũng còn đẹp nha mọi người, đẹp 90%. Mấy cái dấu này dấu chân tay nha mọi người. Carbon nó gân nó xoắn xoắn nè mọi người, thấy không? Nó xoắn ở phía dưới lớp sơn đó mọi người. Nè mấy chỗ nó bị chày nè, không sao nha, nó chỉ bị hơi bị bong cái lớp sơn nhẹ ra miếng thôi chứ không ảnh hưởng gì. Cây này cái S12 Bass Fuji FF7 S12 nha mọi người. S12 giá 1,1 triệu. Đem tiêu thụ tại Nhật nha mọi người. Rồi. Cây này S12. S12 giá 1,1 triệu nha. Cây này cái S13. Có bao mọi người, bao zin theo cần luôn nha. Cái S13 là cây rim sub 4m2 hãng Suzumi. Cây này made in Korea. SSM Suzumi. Bass Fuji. Bass khoan Bass Fuji luôn nha mọi người. Nặng là 350 g, ngọn 1.9, góc 22 và giá 1,200,000. Cây này nó cứng cũng tương đương với DXT nha mọi người. Về anh em thích đánh đầu cành, lục bền. Đầu cành hay lục bền thì anh em chơi nha. Cây này đẹp 95%. Cây này đẹp long lanh luôn á. Cây đẹp long lanh luôn nha mọi người. Cây này cây S13. S13. Cây này đẹp lắm nha mọi người. S13 giá 1,2 triệu. S13 khoan Bass Fuji. Rim sub 4m2. Cái S13 giá 1,2 triệu. Cái S13 nha mọi người. Rồi, cái S14. Cái S14 này là cây Daiwa. Daiwa Sub Swim T25 4m05. Độ cứng 25 và 4m05 nha mọi người. Bass là Bass Fuji. Khoan là khoan Fuji luôn. Bass Fuji khoan Fuji. Cân nặng của cần là 350 g. Ngọn 2.1, góc 23, giá 1,600,000. Cây này nó có cái đít nó mọi người xem nha. Cái nắp đít thì còn. Nắp đít thì còn. Nhưng mà cái cục cao su ở đây nè, cái cục cao su mình chụp vô cái nắp đít ở đây á thì nó bị bung chóc coi nha mọi người. Nắp đít thì còn nhưng mà cái cục cao su á, ở đây nó có cái cục cao su nữa. Nó có một cục cao su giống vậy nè. Nó có cục cao su giống vậy nè. Mà nó bị bong chóc nó rớt mất rồi. Em về em chỉ thấy vậy không nha mọi người. Không ảnh hưởng gì nha. Khoan là khoan Fuji. Bass Fuji, cây này là cây S14. Cái khoan có mấy cái nó bị mẻ nè mọi người. Khi mình giọng nó xuống nè, cái thành đây nó không có gì nó chịu á, nó bá vô thành ở dưới là nó bị hơi bị mẻ tí chứ không ảnh hưởng gì nha.
chủ yếu mấy cái gọng sắt này nó bảo nó làm khung rồi, nó bảo vệ là nó chốt, nó khóa lại rồi nha mọi người, không có hư hao gì nha. Này có định vị khoan luôn nha mọi người, định vị khoan nè. Định vị nè, nhìn cho anh em thích cần định vị khoan nha. Cây này còn đẹp khoảng 90, 90 trên 90%. Cây này còn đẹp trên 90%. Cây này của Made in Korea nha mọi người. Daiwa của Hàn Quốc sản xuất nhưng mà xuất qua thị trường Nhật tiêu thụ nha. Cây này cây S14, giá là 1 triệu 6. S14 giá 1 triệu 6 nha mọi người. Bass Fuji. Made in Korea. Độ cứng là T27, dài là 4,05 m. Coi S14. S14 giá 1 triệu 6 nha mọi người. Cây này cây S17, S15. S15 cũng là Daiwa Supreme luôn. T25 4,05 m. Này cây này độ cứng 25. Made in Korea. Cây này nắp đít còn y nguyên nha. Cây này là độ nặng của nó là 336 g. Ngọn là 21, gốc là 23. Giá là 1 triệu 700 ngàn nha mọi người. Giá là 1 triệu 700 ngàn. Khoan Fuji, bass Fuji. Tất cả khoan còn nguyên vẹn hết nha. Này có định vị khoan luôn. Định vị khoan. Định vị khoan nha mọi người. Cây đẹp trên 90%. 90 đến 95%. Tùy vào anh em đánh giá nha. Cây còn đẹp lắm nha mọi người. Cây này cây S15 giá 1 triệu 7. S15 giá 1 triệu 700 ngàn. Daiwa. Khoan Bass Fuji. Sub Swim. Cây S15 giá 1 triệu 7 nha mọi người. Rồi, em giới thiệu với mọi người qua hai cây VIP nha. Qua hai cây VIP bên đây nha, VIP VIP 1 trước nha, VIP 1, VIP 2. Cây này cây VIP 1 nha mọi người. Cây này cây VIP 1, cây này là cây Ramakasu nha mọi người. Hãng của nó là hãng Ramakasu. Thương hiệu nổi tiếng nhất tại Nhật nha mọi người. Đó, cây này là Jujit, Jujit 27 4,2 m. Độ cứng 27, dài 4,2 m. Bass là bass titanium, Fuji titanium. Anh em nào lấy cây VIP 1, VIP 2 thì anh em dàn cọc em trước 200 ngàn nha. Phần còn lại sẽ thanh toán cho bưu điện nha. Thông số nha mọi người. Cân nặng là 374 g, ngọn là 2 ly 6. Gốc là 2 ly 4. Lộn, gốc là 24, là 2,4 cm nha. Giá cây này là 4 triệu 2 nha mọi người. Cây VIP 1 này là giá 4 triệu 2. VIP 1 giá 4 triệu 200 ngàn nha. Khoan là khoan Fuji 6. Khoan Fuji 6. Khoan Fuji 6 nha mọi người. Cây này có định vị luôn nha mọi người. Định vị khoan. Định vị khoan nè mọi người. Đó. Cái chỗ này nó bằng nhôm nè. Bên Nhật là câu lâu ngày nước muối nó hơi bị ăn chút chứ không ảnh hưởng nha, vẫn bình thường. Này cái lúc nhôm nó bọc ở ngoài thôi,
còn cái lớp phôi nằm ở trong thì vẫn nguyên dạng. Nhôm thì bị muối ăn chứ phôi carbon không có bị muối ăn được nha mọi người. Cây này còn đẹp khoảng 90%, đẹp 90%. Cây này mà đẹp long lanh thì giá không dưới 5 triệu một cây nha mọi người. Cây đẹp khoảng 90%. Cây này cây VIP 1, giá bán là 4.200.000. Khoan Wuji Six, cây khoan Wuji Six nha. Bát là Wuji Titanium. Rồi, cây này là cây VIP 1 nha. VIP 1 giá 4.2. Anh em lấy thì dàn cọc em trước 200, phần còn lại thanh toán cho bưu điện nha. Cây này cây VIP 2. Cây này cây VIP 2 nha mọi người. VIP 2 cây cần súp 3 khúc nha. Cây 3 khúc. 3 khúc cây này là cây carbon wicker Rocaster. Độ cứng 25, dài 4 m. Chất liệu carbon 2 da nha mọi người. Khoan là khoan Wuji Six. Wuji Six nha mọi người, đá đen á, đá đen bóng. Bát là bát Wuji. Bát Wuji. Daiwa 2 da. Cây này thông số của nó là nặng là 367 g, ngọn 3 ly, gốc 22. Giá bán là 3.500.000. Giá bán là 3.500.000 nha mọi người. Cây này cây VIP, VIP 2. VIP 2 giá 3.500.000 nha. Khoan Wuji Six, bát Wuji. Cây này nó chỉ có 3 khoen, một cái bầu bu là 4 khoen nha mọi người. Một cái alo, một cái alo và ba cái khoen, một cái khoen, ba cái khoen này nha. 2 3, có 3 cái thôi nha mọi người. Rồi, cây này cây VIP 2. Giá là 3.500.000, chưa bao gồm phí vận chuyển. Tất cả hàng ở đây em bán chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Anh em nào lấy cây VIP 1 với VIP 2 thì anh em dặn cọc em trước 200.000. Rồi phần còn lại thanh toán cho bưu điện nha. Tại cây này giá trị cao nên em phải lấy cọc trước nha mọi người. Giá trị cao thì phí ship của nó cũng cao nữa. Rồi anh em nào lấy thì cứ alo trực tiếp cho em nha. Rồi cảm ơn mọi người.